Tết là dịp mọi người nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Nhưng với các y bác sĩ ở các bệnh viện lại phải túc trực xuyên suốt vì thời điểm này bệnh nhân đông, nhiều ca bệnh bất ngờ. Đón Tết tại bệnh viện dường như đã quá quen thuộc với những người khoác áo blues trắng. Những ngày nghỉ Tết, khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vẫn rất đông bệnh nhân. Bác sĩ Ngô Ngọc Đông, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu vẫn tất bật với công việc thường nhật. 18 năm làm nghề, anh có đến 17 lần đón Tết tại bệnh viện. Không được sum họp cùng gia đình vào những giờ phút thiêng cũng làm anh có đôi chút chạnh lòng, nhưng đổi lại, anh có được niềm vui, niềm hạnh phúc vì đã kịp thời cứu được nhiều mạng sống trong những giây phút thập tử nhất sinh. Đối với những cái dịp mà vào những cái dịp Tết, rồi trực Tết á, thì đúng là những cái năm đầu mà mới về đây công tác á, thì ngày đó mình cảm thấy rất là buồn, cảm thấy có chút gì đó cô đơn, đúng không? Nhưng mà công việc thì mình phải thực hiện, đấy, thì làm dần nó cũng quen. Sau này khi mà mình lập gia đình, có con cái và định cư ở nơi đây á, thì mình cảm thấy cái công nó cũng vơi đi một cái phần nào đó, và một phần nữa là cái công việc nó cũng quen. Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyến cũng đã làm việc ở khoa cấp cứu 20 năm. Với chị, trực Tết cũng đã trở thành thói quen. Đêm giao thừa, mùng 1 hay mùng 2 Tết, nếu rơi vào lịch trực, thì chị và các đồng nghiệp vẫn phải lao vào cuộc chiến cam go cứu bệnh nhân. Đây là những bệnh nhân người ta vào Tết là người ta cũng vất vả và rất là đau đớn, người ta cực khổ. Khi mà anh chị em cùng nhau để mà giúp đỡ người bệnh được thì đó cũng đó là một niềm hạnh phúc. Thì mọi người cũng lấy cái niềm hạnh phúc đó để động viên nhau, để cùng nhau cố gắng để hoàn thành những cái công việc trong dịp Tết. Tết năm nay, các nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sẽ chia ca trực thành 2 ca, 3 kíp mỗi ngày. Từ trước Tết, công tác bố trí trực Tết đã được ban lãnh đạo bệnh viện triển khai cụ thể đến các khoa phòng, nhất là các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, tim mạch, thần kinh. Cứu người là nhiệm vụ quan trọng nhất, nên hầu hết các y bác sĩ ở bệnh viện cố gắng thu xếp vẹn toàn công việc gia đình để đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Cái niềm hạnh phúc to lớn hơn đó là mình hy vọng mình cứu sống được một cái bệnh nhân nào đó qua những cái cơn nguy kịch. Đó là cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất và cái niềm tự hào đối với cái nghề nghiệp của mình. Chim én đã mang tinh xuân đến khắp mọi miền. Người dân Bình Dương đang háo hức chờ đợi một năm mới nhiều sức khỏe, đủ đầy. Có được những ngày bình an bên gia đình, chúng ta càng thêm trân quý những người khoác áo blue trắng đang hy sinh thầm lặng vì sức khỏe nhân dân.